giúp bạn thu hồi lại số tiền gốc. Hãy liên hệ với chúng tôi sẽ hỗ trợ hướng dẫn bạn thu hồi số tiền đang bị treo trên hệ thống. Các hội nhóm với tên tiếp nhận thông tin thu hồi vốn treo, lấy lại tiền bị lừa qua mạng. Các trang Facebook và trang web hoạt động nhìn sẽ tưởng của các đơn vị thuộc Bộ Công an, Văn phòng Luật, Luật sư. Phía dưới các bài đăng là hàng loạt các tin nhắn bình luận đã lấy lại tiền lừa đảo trước Tết. Phóng viên đã liên lạc với nhóm đối tượng này. Đối tượng yêu cầu gửi giấy tờ chứng minh bị lừa và đóng tiền phí ban đầu để tra soát thông tin từ 3 đến 5 triệu đồng. Chúng tôi đã tiếp tục liên lạc với các đối tượng qua cả mạng xã hội và số điện thoại mà các đối tượng cung cấp để tìm hiểu xem vì sao mà những nạn nhân của những vụ lừa đảo qua mạng lại tiếp tục sập bẫy của những hội nhóm này. Thì thấy có những cách thức rất chung. Các đối tượng sẽ đều yêu cầu những nạn nhân chuyển những khoản phí đầu tiên và sau đó tự giới thiệu rằng mình có những mối quan hệ rất thân thiết với các cơ quan chức năng của Việt Nam. Nhà nước sao kê đối chiếu lại lịch sử giao dịch chuyển khoản của bạn. Và thứ ba là bên mình sẽ yêu cầu Bộ Công Thương can thiệp. Đây là trụ sở bên công ty anh đặt ở đấy. Anh cũng ít lên văn phòng lắm, tại vì anh là trực bên bộ phận online. Nên có liên kết với những cái bên mà hỗ trợ về an ninh mạng và ngân hàng. Đơn trình báo của một nạn nhân với số tiền bị chiếm đoạt lần hai là hơn 800 triệu đồng. Đầu tiên đối tượng sẽ chuyển lại tiền cho nạn nhân, nhưng sau đó sẽ liên tục thuyết phục người bị hại chuyển thêm tiền với nhiều lý do. Công an thành phố Hà Nội nhận nhiều đơn trình báo của người dân số tiền chiếm đoạt từ vài triệu đến hàng tỷ đồng. Xảy ra một cái lỗi rồi là chấm nước phẩy thôi. Sẽ tiếp tục nạp 40 triệu nữa vào để lấy 40 triệu cũ. Là mình đã mất 80 triệu, khoảng tầm 5 lần nhân theo cấp số nhân đấy thì vài trăm triệu và vài tỷ thôi. Hàng loạt những bài bình luận hoặc tin nhắn trong các hội nhóm giới thiệu đã lấy lại được tiền lừa đảo. Theo các trinh sát, đây là những đối tượng chim mồi. Hàng trăm đối tượng như vậy ở mỗi hội nhóm. 100% các hội nhóm lấy lại tiền lừa đảo và thu hồi nợ treo trên mạng đều có dấu hiệu lừa đảo. Và chẳng may mà mình là bị hại của một cái vụ lừa đảo chiếm tài sản thì người dân hết sức bình tĩnh và khẩn trương liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để mà làm các cái thủ tục trình báo. Thì căn cứ vào tính chất của từng vụ việc thì chúng tôi cũng sẽ có nỗ lực và cố gắng hết sức để mà điều tra xác minh làm rõ và thu hồi tài sản cho người dân. Cơ quan công an cho biết để lấy lại số tiền đã bị lừa đảo qua mạng rất phức tạp. Người dân bị mất tiền tuyệt đối không chuyển tiền cho bất cứ đối tượng nào để lấy lại tiền lừa đảo.